Những ngày giáp Tết thì không khí mua sắm tại các chợ siêu thị, trung tâm thương mại nhộn nhịp lên hẳn với sức mua bắt đầu tăng mạnh. Đi chợ Tết những ngày này không hẳn để mua sắm mà còn để tham quan cảm nhận cái đông vui những ngày giáp Tết. Chợ Vĩnh Long những ngày này nhộn nhịp lên hẳn với sức mua tăng khá. Tùy theo ngành hàng kinh doanh, gần 2.000 tiểu thương của chợ đã chủ động nhập hàng hóa phong phú đa dạng. Đặc biệt, ban quản lý chợ Vĩnh Long đã xây dựng 5 điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Thấy chợ là rất là đông, sung rồi, người đi mua mứt đồ này kia ở chợ sắm sửa rất là vui rồi, nhộn nhịp. So với ngày thường thì sức mua mấy hôm dài là tăng lên 70-80%. Lâu mới dạng lần mà thấy nói chung là ấm cúng lắm. Đồ đạc thì nói chung cũng tương đối là rẻ chứ không phải là mắc. Tất cả mọi thứ như vậy, từ cái cây hay là bánh mứt các thứ này nọ. Tại vì đi mua vòng vòng tự giờ mà, là rất phấn khởi. Lượng người dân đến mua cũng đã nhiều hơn. Bà con tiểu thương cũng đã chủ động cái nhiều dự trữ cái nguồn hàng hóa chuẩn bị cho phục vụ Tết. Hiện nay thì chợ đã thông thoáng hơn so với trước đây do các việc sắp xếp các bố trí các ngành hàng lại hợp lý thì tạo điều kiện cho khách du lịch, khách nước ngoài cũng như là bà con người dân ở Vĩnh Long đến tham quan mua sắm. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh, không khí mua sắm cũng đã sôi động hơn. Tại siêu thị Co.op Vĩnh Long, thời điểm này sức mua đã tăng hơn từ 50 đến 70% so với một tuần trước đó. Đơn vị phải liên tục cho nhân viên lên hàng tại các kệ để phục vụ người tiêu dùng. Với giá trị hàng hóa dự trữ hơn 120 tỷ đồng cùng chương trình bình ổn, siêu thị đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay là kinh nghiệm về cái phục vụ Tết thì chúng tôi đã có và đảm bảo về cái lượng két thì chúng tôi đã tăng là khoảng 30 đến 40% số lượng để két để phục vụ cho khách hàng. Trong đó nhân sự chúng tôi sẽ sắp xếp cái việc mà tăng ca, cái việc là đi ca gãy để đảm bảo cái việc nhân sự phục vụ cho cái khách hàng nhanh chóng kịp thời. Mặc dù chi tiêu của người dân năm nay có phần thắt chặt hơn so với mọi năm, song không khí mua sắm những ngày giáp Tết cũng rộn ràng hơn trong những năm qua. Bởi mọi người, mọi nhà, dù ít hay nhiều thì ai cũng sắm sửa chuẩn bị chào đón một cái Tết đầm ấm, sung túc.